Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel của mình. Và mình là Toàn Minecraft. Đã lâu lắm rồi, cả team mới tập hợp đông đủ như thế này để có thể chơi được thử thách sinh tồn. Và thử thách sinh tồn lần này sẽ là gì? Thử thách sinh tồn. Nhưng cứ mỗi một phút trôi qua thì tất cả mọi người trong này sẽ đổi chỗ cho nhau. Mọi người đoán thử xem coi là khi mà tìm được kim cương mà đổi chỗ cho nhau thì nó sẽ cay tới mức nào nhờ. Ok, không được vòng nữa. Mọi người đừng quên bấm nút like, subscribe và share cho YMC, BoonMC, ThanhMC và KCMC. Và đừng quên Toàn MC nữa nha. Đó chính là động lực lớn nhất để tụi mình có thể làm được nhiều video hay hơn cho mọi người xem. Giờ thì chúng ta bắt đầu clip thôi nào. Let's go. Bây giờ mình chỉ còn có 39 giây thôi. Ai là người tìm ra kim cương thì đó sẽ là người chiến thắng. Ok chưa? Ok. 3 2 1 hộp. Trời ơi, cái gì vậy? Mà cứ ngồi đó đi. Bao giờ tìm được kim cương? Nói tao nghe. Bao giờ? Thì anh sẽ tìm được. Tự heo. Bao giờ? Thì anh sẽ tìm được. À dạ. Tự heo. Ủa dịch chuyển ở đâu vậy? Dịch chuyển ở chỗ bò nè anh em. Ủa nào đứng nghe hố la ba vậy? Nào chơi dơ đúng không? Sao mà dễ mắc bẫy được? Ủa kế hoạch rồi anh em ơi, không giòn rồi. Thôi bạn ơi, nhờ cái việc lỗi kế hoạch như thế này tôi đã biết được con cái mặt thật của bạn rồi. Từ nay là anh em mình đừng có làm anh em nữa. Ơi 5 giây nữa mất cái bàn kế tạo. Ơi 4 giây đừng cái bàn kế tạo của tao. Đừng mất bàn kế tạo. Dễ sợ. Ồ, tôi dưới hang luôn nè, nhưng mà tôi mất bàn chế tạo rồi. Giờ sao tìm được kim cương ta? Chắc chắn là chúng ta không có nào đi tìm một đằng cắt thủ công rồi. Mình phải sử dụng cái đầu anh em ơi. Và năng lực tiên tri của Toàn 10C để kiếm ra được kim cương nhanh nhất. Này chắc chắn em thắng rồi. Ủa vậy luôn hả? Ghê, chắc chắn em thắng luôn hả? Đỉnh vậy. Với cái trình gọi là sinh tồn với anh Toàn mấy ngày này, mấy bữa trước thì em có nghiệm rồi. Mày chưa biết là hả? Biết bao nhiêu người đã thua dưới tay Toàn 10C hả? Chưa. Rồi, vậy thì giờ biết rồi đó. Chuẩn bị thua đi, nếm mùi thua cuộc đi. Ok. Chấm hảo đi. Ok. Ê, ai vậy? Ai? Ui vậy? Ai cảm ơn anh quá. Cảm ơn anh quá. Ôi vãi. Ui thằng ca sĩ nó lấy, thằng ca sĩ nó lấy quần cứng nè, nó lấy con quái cây. Trời ơi, cái hố đó ba nằm cạnh cái làng luôn. Ồ, mình đang ở gần cái làng luôn nha. Thằng nào mà dịch chuyển, thằng nào mà được dịch chuyển ở chỗ anh thì hơi bị thơm á. Thơm phức. Ui cái hang to luôn mà, có hang to luôn mà. Ở kìa đừng dịch chuyển mà. Mọi thứ còn ở đây. Đừng đi đâu ơi. Thằng nào lấy cái lại của tao rồi, trời ơi. Đừng tao không đi đâu ơi. Thằng nào lấy cái lại của tao rồi, trời ơi. Ôi, yeah, anh Toàn, yeah. Khoan, mình hơi sợ nha, biết sao không? Tại vì hả, dịch chuyển ngẫu nhiên. Nếu như mà mình đang chuẩn bị nhảy xuống lava để dịch chuyển á, nhưng mà vô tình khúc đó mình không dịch chuyển thì sao ta? Thì cái thằng kia nó hưởng thôi anh Toàn ơi. Khứa kia nó hưởng thôi. Là mình đi á, mình nhảy xuống lava mình định chơi người ta mà mình đi á. Tờ hay. Oh yeah, cái làng của tôi. Trời ơi, tôi đã quay trở lại cái làng rồi. Chơi tao mình đi á. Ê, ê. Trời ơi anh Toàn ơi. Trời ơi. Cảm ơn Quay nha. Trời ơi, thêm bàn chế tạo nữa luôn mà. Cảm ơn Quay nhiều nha. Chuyện gom Quay chưa lấy luôn nè. Trời ơi, Quay 10C. Quay thui quá anh em. Quay mất 2 món lận. Ủa khoan anh em ơi. Hồi nãy lúa hình như là nó mọc vậy đúng không anh em? Ha, mình lụm gô lụm cái đã. Thằng kia nó cây. Gô lụm đâu. Cái đây nói chuyện với tôi. Tôi một số vấn đề muốn bàn với bạn. Đưa sắc cho tôi đây. Nữa. Ô, cái hàng của ai đây? Ừ, cảm ơn luôn nha. Cái hàng này của thằng Bun, trời ơi. Cái hàng nó phèn như thằng Bun vậy. Mà công nhận bạn Bun tốt ha. À, nói chung là có hàng sẵn với tôi luôn, cảm ơn bạn. Rồi xong, cuốc chim này xịn quá luôn. Chết tôi rồi anh em ơi. Ca. Ê, ê, anh Bun. Anh Bun. Ca. Ê dạ, mất cái bàn kế tạo rồi. Ủa? Lão lấy lại của hoài đi vậy. Ủa, sắt thằng nào nè, ơi chảo vườn gì vậy? Trời ơi, thằng Quay lại cống sắt cho thằng Bun nữa mà. Cười. Không em sao, lời được các bạn chế tạo. Lời dữ chưa, lời được các bạn chế tạo rồi, lời dữ chưa. Cứt nè, cái hang này của Toàn. Ơ, từ heo cái hang của anh mà. Ơ, nhưng mà được chuyển ở chỗ ca sĩ nè. Hang. Bắt đầu, hang này xin. Ờ, ok. Tại mà thằng quái vật luôn. Ở săn quái vật chứ đâu phải là hả, kim cương đâu. Ơi, dịch chuyển rồi chỗ khác ơi, chỗ nào ngon hơn nha. Đây á. Ủa, không dịch chuyển luôn kìa. Dịch chuyển tới hang bạn nào đây? Bạn nào đang đào đây? Ồ,
ơi, thịt nhũ rơi ngay trúng đầu thằng này luôn mà. Để lấy thịt nhũ đi cho mọi người cuối cùng lên đi cho lại. Ủa sao ai mà đi sao quá vậy? Từ đường âm mà ra đến đường dương luôn vậy? Gì? Từ tầng âm ra tới bình dương hả? đường âm á, từ hướng âm ra đến hướng dương luôn nè. À từ hướng âm ra tới hướng dương anh nghe, anh từ hướng âm ra bình dương. Trời tao bị điếc rồi, Bây giờ mình mới làm được kiếm lấy phần cứng này, trời đất ơi là trời. Ok, an toàn. Ơ cảm ơn nhiều nhé. Trời ơi thằng Thanh chơi. Cứ đổi chỗ vậy là bao giờ thắng trời. Ơi sao trong game này sao mọi em sao em xui vậy? Quay đúng xui luôn á. Cuộc đời quay cuộc đời của thằng quay bể khổ vậy. Giờ mình chỉ có kìm chân anh em được thôi à. Mình bơi xuống dưới nước sâu rồi dịch chuyển thôi. Đỡ hiu, làm thế bạn có cắn rất lương tâm không? Không, miễn sao tụi bay đau khổ là được. 3 2 1 bon. Hít mùi nước đi. À. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi anh Thành ơi! Quay được tao cái hang luôn mà, trời ơi! Quay hết mùi nước đi! Thua không có mát mẹ nha! Quay nãy giờ chưa xuống sâu nữa hả? Trời xuống sâu thì kiểu gì vậy? Gáo có kim cương, quay nó thế nha! Em chưa kịp xuống nữa, chưa xuống là bị Thành nó lụm chỗ rồi. Năm, bốn, ba, không ai dịch chuyển được mình đâu. Mình ở đây là mình bất tử rồi. Thấy không? Ôi trời ơi, cái gì đây? Bong. Lại win nữa này. Ok, video thử thách sinh tồn tới đây là kết thúc. Mọi người thấy video hay đừng quên nhớ ấn like, subscribe, share cho tất cả bọn mình nha mọi người. Ủng hộ tất cả bọn mình là ủng hộ cả Cloud MC luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, mọi người có thử thách sinh tồn nào hay đừng quên comment xuống phía dưới. Thử thách sinh tồn của bạn nào hay, tôi sẽ cho bạn đó lên TV luôn nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo. Và chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nha. Bye bye.